Thưa quý vị, trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, thì các lực lượng trực các chốt kiểm dịch tại các thôn xã được coi là tấm lá chắn vững chắc, đóng vai trò quan trọng trong việc giúp chính quyền phòng chống dịch hiệu quả. Vâng, đã một tháng trôi qua kể từ ngày áp dụng các biện pháp cách ly, giãn cách xã hội để đảm bảo sức khỏe cho các lực lượng trực tại các chốt kiểm dịch, bất kể ngày hay đêm, thì luôn có một lực lượng âm thầm chuẩn bị chu đáo từng bữa ăn, nước uống. Đó chính là các chị hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ. Khi có việc cần thì sự chung tay của các chị luôn sẵn sàng. Người góp công, người góp của lan tỏa tinh thần trách nhiệm cùng cộng đồng. Có thể nói thì trong mọi hoạt động phòng chống dịch đều có bóng dáng của các chị, các mẹ. Với tất cả sự chịu khó của mình đã hỗ trợ, đồng hành cùng các lực lượng phòng chống dịch và hỗ trợ những hoàn cảnh phụ nữ khó khăn. Ghi nhận của phóng viên Chào Ngày Mới tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Với phương châm huy động tại chỗ, giúp đỡ tại chỗ, những ngày này, các cấp hội phụ nữ của xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang bằng nhiều cách làm khác nhau đã đến thăm, hỗ trợ các nhu yếu phẩm và tiền mặt cho hàng trăm gia đình nghèo, nhất là các chị em bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Những số quà tuy nhỏ, nhưng đó là cả tâm huyết, tình cảm của chị em san sẻ cùng nhau trước tác động của dịch bệnh để không ai bị bỏ lại phía sau. Thay mặt cho các chị em, cảm ơn các Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Châu đã của ít nhưng mà tấm lòng rất là nhiều để đến vận động các chị em để vượt qua cái COVID-19 đợt này. Đêm xuống, khi ai cũng vội vã về với gia đình, thì tại cái điểm chốt, các lực lượng vẫn phải túc trực làm nhiệm vụ. Hiểu được những vất vả của các anh, chị em trong các chị hội phụ nữ tại các thôn xã thay ca nhau từ sáng đến khuya để kịp chuẩn bị các bữa ăn từ nguồn kinh phí vận động được. Khi thì bữa cơm, khi thì bữa cháo hay bún, nước cam. Hàng trăm suất ăn đã được gửi đến các điểm chốt chặn trên địa bàn huyện. Những bữa ăn giản dị nhưng chứa đựng cả tấm lòng sẻ chia của các chị, các mẹ. Anh em cũng nhiệt tình, ngày đêm họ cũng là không ngại mưa nắng hoặc là nguy hiểm, họ vẫn đứng để mà ngăn chặn, để góp phần để đẩy lùi dịch bệnh. Dù mưa, dù nắng hay là dù giờ mưa cũng chị em cũng là rất là vui vẻ. Không bỏ một bữa ăn cho các anh em, thì bản thân làm chị hội trưởng thì thấy cái tinh thần của phụ nữ đó, nói chung là thấy cũng rất mừng, cũng rất phấn khởi. Với cái tinh thần chung của phụ nữ thì anh em đang chốc rất là vô cùng cảm kích để cùng nhau là với lại chính phủ thành phố Đà Nẵng đẩy lùi cái COVID-19 này. Bằng chính tấm lòng, tinh thần trách nhiệm, tương thân tương ái, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Hòa Vang đã và đang trở thành hậu phương vững chắc trong thời điểm khó khăn của thành phố hiện nay. Với cái tinh thần của mỗi hội viên phụ nữ là chị em của ít lòng nhiều, mỗi người đóng góp một tí để có những cái bữa ăn thêm cho phong phú một xí, có những cái bữa ăn mà rất là tình cảm, gói gắm được cái lòng của chị em phụ nữ đối với những anh em mà dân quân, công an, rồi xã đội, đoàn viên, những em đó ở trực ở chốt chặn là các em thực hiện cái nhiệm vụ của mình được cho nó, để cho bà con yên tâm hơn trong cái mùa dịch này. Rất mong muốn là các chị em mình cố gắng giữ gìn sức khỏe, cùng tham gia với tất cả bà con cũng như là lực lượng quân dân chính trong thôn để cùng chúng ta đẩy lùi cái dịch bệnh này. Thì thay mặt cho Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hòa Vang là xin trân trọng cảm ơn tấm lòng của tất cả các chị em trên địa bàn toàn huyện và rất mong các chị em cùng với hội phụ nữ các cấp tiếp tục chung tay để lùi dịch bệnh COVID-19. Những suất quà hay những bữa ăn giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tấm lòng yêu thương chia sẻ của chị em. Những tình cảm đáng quý ấy sẽ là nguồn sức mạnh cùng thành phố vượt qua khó khăn, sớm đẩy lùi đại dịch COVID-19, đem lại cuộc sống yên bình cho thành phố đáng sống này.